tiếp theo thì mình đánh với một tập sự 3 sao và mình dùng quân xanh và bán này thì mình đi trước. Mình đi tốt lộ 5 tấn 1. Tiếp tục mình đi tốt lộ 9 tấn 1 để tránh cái đường mã của họ tấn công sang. Tiếp mình đi mã lộ 8 tấn 7 để bảo vệ quân tốt, tránh khỏi quân sĩ của họ ăn. Và tiếp theo mình sẽ lùi pháo lộ 8 về một nước, thoái về một nước và của mình nó xuất hiện xe rồi. Bây giờ thì họ chắc phải ăn quân tốt của mình thôi, dùng sĩ ăn tốt mình thôi. Không ngoài dự đoán, tiếp tục họ sẽ tấn tốt lên. Tấn tốt lên thì mình lại thoái mã về. Không ngoài dự đoán của mình. Sau đó là mình sẽ dùng xe giả ăn quân mã của họ. Rồi. Mã đổi mã. Tiếp theo mình nên để đối tốt của họ. Nếu không thì họ tấn công xuống tốt cũng rất là nguy hiểm. Hiện tại thì trên mặt cờ của mình bây giờ thì mình đang đơn thoại một mã. Và nếu mà họ không ra cản tượng, họ không ra cản tượng thì mình vẫn an toàn họ. Tuy nhiên họ sẽ họ này đi sai lầm thôi. Thế thì mình ăn quân xe của họ. Họ cũng biết cái điều sai lầm xảy ra cho nên họ đã xin thua rồi. Rất nhanh.